Chào các bạn, tôi là Hồng Dung đến từ tập đoàn Keller Williams, tập đoàn số 1 về bất động sản của Mỹ. Rất vui vì hôm nay lại gặp được bạn ở video này. Video trước thì tôi đã chia sẻ lý do tại sao tôi lại chọn nghề môi giới bất động sản. Và ở video này thì tôi sẽ giới thiệu cũng như là cho bạn biết cái lý do tại sao tôi lại chọn Keller Williams để tôi có thể phát triển sự nghiệp về bất động sản của mình. Các bạn biết đó, tôi đã là chủ doanh nghiệp về một công ty nội thất đã hơn 10 năm nay. Và khi mà tôi bán công ty của tôi lại và tôi muốn làm một công việc khác hoặc là tôi muốn đầu quân cho một cái công ty khác thì bản thân tôi cũng phải suy nghĩ rất là kỹ. Vì với cái độ tuổi 39, 40 tuổi của tôi thì không có nhiều thời gian để cho mình có thể thử nghiệm nữa. Và tôi cũng không có nào có thể đầu quân cho một cái công ty nào mà không rõ về về mô hình kinh doanh cũng như là không không có thể phát triển hơn về cái sự nghiệp của mình. Đó là lý do tại sao tôi tìm hiểu rất kỹ về Keller trước khi tôi đầu quân cho họ. Có những Keller có những cái yếu tố mà nó cực kỳ nó phù hợp với tôi, đặc biệt là những người đã từng làm chủ doanh nghiệp như tôi. Thì cái đầu tiên là cái mô hình của họ. Mô hình của Keller, Keller là đến 33 nước, tức là họ đã phát triển về nhượng quyền đến cho 33 nước rồi. Nhưng mà cái mô hình của họ lại cực kỳ là tinh gọn. Tinh gọn lắm, chỉ có 3 cấp thôi. Cấp đầu tiên đó là cấp agent, tức là cái cấp mà như là một người đơn thuần vào để bán bất động sản đó thì là một agent. Cái cấp thứ hai gọi là cao hơn, gọi là team leader, tức là cái người lãnh đạo đội nhóm, cái người có vai trò là tuyển người khác vô và đào tạo họ trở thành một agent chuyên nghiệp. Và cái cấp thứ ba đó là cái cấp viết tắt là OP, tức là người vận hành của cái sàn đó, chịu trách nhiệm về giỏ hàng này, chịu trách nhiệm về chi phí, doanh thu lợi nhuận gì đó, về để mà có thể vận hành cả cái sàn bất động sản như vậy. Đó là ba cấp quan trọng nhất. Và bên ngoài đó thì có một cái bộ phận nữa, một bộ phận mà chuyên gia lo về thủ tục giấy tờ kế toán hoặc là liên hệ các cái thủ tục đối với các chủ đầu tư. Để mà có cái bộ phận đó thì cái bộ phận chính của chúng tôi là agent, team leader hoặc là OP, có thể là chú tâm thật sự vào những bất động sản mình sẽ bán, chú tâm vào thật sự là mình cần phải đào tạo cái gì, chú tâm thật sự là mình cần học cái gì để trở thành một agent chuyên nghiệp. Thì đó, bộ phận MCA là bộ phận ở đằng sau lưng back office lo cho chúng tôi tất cả những thứ liên quan để chúng tôi có thể làm những cái gì mà tốt nhất ở cái vai trò của mình. Vì cái mô hình của họ tinh gọn như vậy cho nên là cái chức năng và nhiệm vụ của họ cũng cực kỳ là rõ ràng. Như các bạn biết đó, cái gì rõ ràng thì sẽ đem lại sức mạnh và sẽ dễ vận hành hơn rất là nhiều. Và lý do bây giờ thì tôi hiểu rằng là lý do, chính vì lý do mô hình tinh gọn như vậy cho nên là Keller mới thành công được ở rất là nhiều nước, và họ cũng đã mang cái Keller này đi đến 33 nước như vậy. Rồi họ có những cái triết lý, họ có những cái kim chỉ nam ở trong cái hoạt động của họ cực kỳ là hay, mà tôi cực kỳ là tâm đắc. Đó là họ luôn luôn có một kim chỉ nam là focus you, tức là khi mà một người nào đến với lại tập đoàn của họ thì được chào đón cực kỳ là nồng hậu, và họ tập trung hoàn toàn ở trong cho cái người agent đó. Họ tập trung lắm, focus you, mà tức là bạn đến bạn sẽ được hoan nghênh và chúng tôi sẽ tập trung vào bạn để đào tạo cho bạn trở thành một agent thật sự chuyên nghiệp. Họ không coi trọng quá nhiều vào sản phẩm, tại sản phẩm ở thị trường chỉ cần chọn thôi, chỉ cần chọn sản phẩm nào phù hợp với sàn mình thôi. Còn nếu mà agent tốt, khi mà tạo ra một agent chuyên nghiệp thì chính họ cũng phải lên cái chiến lược để mà lấy sản phẩm, để mà chọn những sản phẩm mà bán cho mình. Cho nên là kim chỉ nam của họ là tập trung vào agent, focus you. Và một cái triết lý thứ hai mà tôi cũng cực kỳ là tâm đắc nữa, mà nó thật sự là nó phù hợp với tôi, đó là one agent one company, tức là cứ một agent vô thì mình coi như là mình vô đấy mình xây dựng một công ty cho mình vậy. Mình có khả năng tuyển đội nhóm, mình có khả năng là có thể là giao cho đội nhóm mình những cái công việc để hỗ trợ cái công việc của mình, nó giống y như là
mình thiết lập một công ty trong đó. Nhưng mà cái hay cái nữa là khi mà mình tuyển, khi mà tuyển đội nhóm vào thì sẽ có người đào tạo những người mới cho bạn, tức là những người team leader cũng có trách nhiệm là phải đào tạo những cái người mà bạn tuyển vô. Rồi xài cơ chế chung, tức là sử dụng một cái cơ chế chung và tuân thủ một cái cơ chế chung của Keller. Cho nên khi bạn được, bạn tuyển người vào nhưng mà bạn không có mất quá nhiều sức lực để bạn có thể là build cái đội nhóm nó lên, mà bạn cũng đã có sẵn trong hệ thống để có thể xây dựng cái hệ thống cho bạn rồi. Và bạn chỉ cần là những người nào mà bạn đưa vào đội nhóm của mình thì bạn theo dõi họ, bạn thúc nhắc họ, bạn biết họ thiếu cái gì và bạn thúc nhắc họ, cũng như là kết nối họ với team leader, kết nối họ với những người ở bên trên thì họ có thể là trở thành một agent chuyên nghiệp trong một thời gian nhanh nhất. Đó là hai cái kim chỉ nam cũng như là hai cái triết lý của họ mà tôi cực kỳ tâm đắc. Thứ nhất là focus you và thứ hai là one agent, one company. Tôi cực kỳ là tâm đắc và nó cực kỳ là phù hợp với tôi, với những người làm chủ doanh nghiệp chọn theo một cái tập đoàn mà có thể mình có thể xây dựng đội nhóm trong đó. Và cái hay là mình không có chịu rủi ro, đến khi mà agent của mình bán được hàng hoặc mình bán được hàng thì mình phải trích một phần lợi nhuận của mình để cho họ thôi, còn lại là mình có thể sử dụng luôn cả phương tiện của họ, mình có một văn phòng chuẩn của Mỹ để mình có thể tiếp khách, và mình được đào tạo cực kỳ là bài bản theo lịch trình của Keller Williams. Đó là tôi rất là thích. Và hơn nữa là tôi có một cái thích ở Keller nữa là họ tạo cho mình được một cái ý thức về tự do, cũng như là người Việt Nam của mình thì ý thức chưa được cao lắm. Ý thức tức là mình làm việc nếu mà dưới một ai đó thì mình làm việc luôn luôn phải thúc nhắc, luôn luôn phải được người khác phải truyền cảm hứng cho, hoặc là thúc nhắc hoặc là phạt phun gì thì mình mới làm. Nhưng mà trong Keller thì họ có họ là doanh nghiệp của Mỹ mà, và khi về Việt Nam thì mình cũng được ảnh hưởng một cái ý thức về tự do. Và khi ai mà vào Keller mà coi đó là một sự nghiệp thật sự nghiêm túc với nghề bất động sản thì tự nhiên cái ý thức về trách nhiệm làm việc, về ý thức với công việc của mình thì nó được nâng cao hơn rất là nhiều. Và các bạn biết đó, khi mà ý thức của mình được nâng cao lên chính ở cái hệ tư duy của mình thì những cái công việc của mình nó cực kỳ là dễ dàng, nó cực kỳ là thuận lợi. Không chỉ trong công việc đâu mà trong cuộc sống cũng vậy, và đó là cái mà tôi cũng cực kỳ là tôi thích nữa. Và trong Keller cũng có một cái cơ chế mà nó giúp cho các agent có thêm được đồng tiền, đó là cơ chế có được cái thu nhập tự động. Tức là trong cái đội nhóm của bạn, nếu mà bạn hỗ trợ họ bán được hàng thì bạn cũng có được trích một phần để bạn có thể hưởng cả cái công của bạn đã đào tạo họ, đã giám sát họ, cũng như là đưa họ vào cho Keller và chính vào đội nhóm của mình, và từ đó là tạo được những cái thu nhập thụ động. Nếu các bạn nghiêm túc thì họ có luôn cả một cái bộ quy trình để có thể là bạn tuyển những người mới vào, bạn phải làm như thế nào, bạn tuyển bao nhiêu người thì bạn sẽ được bao nhiêu phần trăm. Đó là nó cực kỳ nó rõ ràng để cho bạn, giúp bạn phát triển về đội nhóm, giúp bạn có một công ty của mình ngay trong tập đoàn Keller Williams. Và thêm một cái lý do nữa mà tôi cũng rất là thích, đó là trong Keller Williams thì luôn luôn có tạo ra, rồi có hỗ trợ để mà những cái người agent có thể trở thành nhà đầu tư. Ví dụ như là tạo ra một cái quỹ đầu tư ngay trong Keller. Và khi mà làm môi giới thì các bạn biết rồi, khi làm môi giới thì mình rất dễ trở thành nhà đầu tư. Và tại vì thứ nhất là kiến thức mình có, cái thứ hai nữa là mình học được những dự án và kiến thức thị trường mình có, và những cái cơ hội nó đến với mình sớm hơn những người đầu tư khác, cho nên là mình rất dễ trở thành nhà đầu tư. Và ở Keller cũng tập trung làm cái điều đó để tạo cho các agent có thể có cơ hội để dành dụng được những cái đồng tiền của mình góp lại để mình có thể trở thành nhà đầu tư mà mình gặp ít rủi ro nhất. Và đó là những lý do mà tôi chọn Keller. Tôi thấy cái môi trường cực kỳ là tuyệt vời, và đặc biệt nó phù hợp với những người như tôi, những người lớn tuổi, 39, 40 tuổi, đã từng làm chủ doanh nghiệp. Đó là lý do tôi chọn Keller. Tôi nhắc lại một số những lý do để xem rằng bạn có thấy hợp lý với mình không nhé. Lý do đầu tiên là tôi thích cái mô hình của họ cực kỳ tinh gọn. Cái lý do thứ hai là những cái
sự phát triển của agent và giúp cho agent có thể tạo được một công ty ngay trong tập đoàn của họ. Đó là những cái mà tôi cực kỳ thích. Và cái nữa là tạo cho những agent của Việt Nam mình có một cái ý thức làm việc trong môi trường tự do nhưng cực kỳ là trách nhiệm với công việc của mình. Thậm chí là nghe thì nói tự do đó nhưng mà khi mà họ đã hiểu ý thức ra họ còn làm việc hăng say hơn nữa, như là tự do để làm việc được nhiều hơn chứ không phải là tự do để được chơi nhiều hơn. Đó là những cái mà tôi nhận được. Và cái nữa là ở trong Keller có thể có dòng tiền thu nhập thụ động chính cho các agent và giúp cho các agent có thể trở thành nhà đầu tư thông minh ít gặp ít rủi ro nhất có thể. Đó là những lý do mà tôi cảm thấy cực kỳ là tuyệt vời có tại Keller Williams. Và đó, tôi chính thức làm việc tại Keller Williams với tư duy rằng mình sẽ làm chủ của một công ty trong tập đoàn Keller Williams. Nếu bạn cảm thấy rằng là những cái lý do ở trong tập đoàn Keller hợp với bạn thì bạn có thể hợp tác cùng với tôi, hợp tác cùng tập đoàn Keller Williams. Bạn vô bạn làm việc và bạn sẽ trở thành đối tác của họ và bạn xây dựng một công ty ngay trong Keller Williams. Rất welcome bạn. Nếu trường hợp bạn cảm thấy những lý do của tôi nó phù hợp với bạn thì rất welcome bạn trở thành là một đối tác của tôi, trở thành là một đối tác của Keller Williams. Cảm ơn bạn đã nghe video này. Và nếu các bạn thấy những lý do của tôi chính đáng hoặc là bạn còn bổ sung thêm gì thì hãy đừng quên like, comment vào video của tôi nhé. Và rất mong được nhận được những cái đăng ký, những cái nút subscribe của bạn để khi video của tôi lên thì có thể là bạn được thấy đầu tiên. Rất vui được chia sẻ với bạn. Vâng, hồng dung cho bạn. Hẹn bạn ở video sau. Cảm ơn bạn đã xem video của tôi. Và để nhận thêm nhiều video giá trị khác nữa, hãy đăng ký kênh của tôi ngay nhé.